qua đò ngang, có bên sông ngập nắng, có cây đa rừng che mắt vai nhà. Một ngày kia làng tôi đang sống đợi yên, giặc tràn qua sông khói lửa mù khơi. Rồi tôi vào quân đội gian khổ ngập chiến trường, tình yêu đành chia phôi, nỗi nhớ người mình thương. Hành quân về xóm nhỏ hoa hồng vừa mới nở, thượng hoa sen lúc xưa buồn răng kín chiều mưa. Từ ngày xa dòng sông lâu lắm chưa về phép, nhớ môi em đẹp như cánh sen hồng. Rồi một hôm về thăm mong có nàng giá đón, áo trầm sơn vai động vui chưa chan. Em xin giới thiệu, đây là dàn đại, model là Kenwood 5G. Dàn này chức năng chính gồm có amply, CD, equalizer, tuner và cassette 5 thớt rời. Đầu tiên thì mình nói về thớt phía trên này, Kenwood 5G, đây là thớt equalizer hay còn gọi là lọc âm, lọc xì. Trên cái thớt này mình có thể chỉnh được tần số bass, treble, mid, lọc âm theo ý thích, hoặc có thể chỉnh theo chế độ mặc định nằm ở bên này, tùy gu, tùy sở thích và tình bề, tùy cái bài hát mà mình có thể chỉnh tần số lọc để cho ra chất âm chất lượng nha. Đây là thớt CD đọc bài tốt, nhận bài nhanh. Nãy giờ mình đang nghe tiếng hát ca sĩ Trường Vũ qua chức năng đĩa CD. Đây là thớt tuner FM tần số là 90. Thớt thứ tư này là thớt amply. Trên amply này mình có thể chỉnh được bass, treble, ba lăng, chỉnh được sound direct, chỉnh được DT, chỉnh được super bass siêu trầm, center picker, tức là cái này mình có thể kết nối được suột rao, thêm một cặp loa nữa và chuyển ngõ để kết nối nhiều thiết bị ngoại vi như điện thoại, TV, máy tính, có ngõ phone và rất là nhiều tùy chỉnh ở trên cái thớt amply này. Đây là cassette. Cassette thì mình dùng trưng bày nha, em cũng chưa test luôn, mà đa phần cassette là dạng dây cua ro, mình cứ dùng trưng bày. Đây là số điện thoại bên cửa hàng em 0931008099, các anh gọi đến số này để em tư vấn hoặc nhắn tin Zalo cho em. Cũng là số này luôn để em gửi hình ảnh chi tiết mặt trước mặt sau của bộ dàn qua Zalo cho các anh tham khảo trước khi mình mua hàng. Đây là số điện thoại cửa hàng em sẽ để qua một bên nha. Lo zin theo dàn Kenwood 5G, lo 3 đường tiết. Công suất của lo là 100W một thùng, 200W trên cặp lo, trở kháng là 6 ohm. Bass là 25cm. Bass trẻ quạt như vậy, rất là chất lượng. Gân thì nguyên zin, gân dải tạm dọc. Chiều cao của lo là 56cm. Chiều ngang cả bộ dàn là 1m. Bộ dàn tương đối hoành tráng để mình sử dụng tốt cho phòng 50-55m2. Đây là hàng âm thanh nội địa Nhật, chạy điện 100V. Các anh vui lòng đừng cắm nhầm 220. Nếu có nhu cầu mua đổi nguồn hoặc dây kết nối điện thoại kèm chung dàn thì liên hệ em, hoặc các anh có thể lấy điện 100-110V từ ổ áp ra sử dụng cho bộ dàn đều ok. Bây giờ mình sẽ test nhạc qua chức năng kết nối điện thoại nha. Em sẽ mở điện thoại lên. Rồi sau đó mình sẽ chuyển về chế độ video. Các anh có thể chuyển bất kỳ ngõ nào ở trên này, phía sau mình ghim đúng ngõ là mình có thể hát được nha. Bây giờ mình cùng nghe nhạc qua chức năng kết nối điện thoại. Mình muốn chỉnh bass chép như thế nào thì thích thì mình chỉnh như gì giờ. Em đang tăng bass lên nè. Nghe nhạc không lời cho bass chép cao lên, cho đã tay, cho cái tiếng nó chắc nó chuẩn nha.
nhạc có lời qua chức năng cái tai điện thoại rồi mình quay mặt xong. Mình sẽ nghe một bài hát nhạc trẻ đi. Mình nghe bài ca kỷ niệm nha. Em quay mặt sau cho canh tham khảo. Phía sau này có ngõ optical. Một ngõ thì kết nối với CD. Khi mà CD nghe kết nối với âm ly qua optical thì cho chất lượng âm thanh nó sẽ chuẩn hơn, mượt mà hơn qua tín hiệu quang. Còn dư lại một ngõ thì mình dùng ngõ này BSDT này kết nối Max TV hoặc nhiều thiết bị ngoại vi khác qua ngõ quang. Mình dùng giải mã. Nếu nhà mình có Max TV, mình có nhu cầu karaoke, nhu cầu nghe nhạc, xem phim, xem đá bóng và nhiều chương trình giải trí khác, mình cần chất lượng âm thanh ra chuẩn hơn, lớn hơn, hay hơn thì mình kết nối vào ngõ này. Sau khi mình qua âm ly ra được cặp loa thì nó sẽ thay loa vi tính cho chất lượng âm thanh chuẩn nhất có thể để mình karaoke hay hơn nè, nghe nhạc xe hơn, xem đá bóng nghe cái tiếng nó âm chắc hơn, vân vân. Có ngõ súp, hai ngõ súp để kết nối súp điện rời. Bên em có bán súp Kenwood, nếu mà các anh mua kèm vàng em bán giá là 2 triệu, giá của cái súp là 2,5 triệu, mua kèm vàng em bán 2 triệu cho mình. Ngõ sụp rau để mình kết nối loa rời. Công suất của amply là 130W, hàng nội địa Nhật, chạy điện 100V. Mình lấy điện từ ổn áp hoặc từ đổi nguồn để mình sử dụng cho bộ dàn. Rất là nhiều ngõ AV để mình kết nối điện thoại, TV, máy tính, hay còn gọi là ngõ AUX hai đầu AV ra 3.5. Em quất 5C, em sẽ quay cận cảnh góc cạnh của loa nha. Đây là tay phải. Đây là loa tay trái. Bên em ship hàng toàn quốc qua bưu điện, các anh nhận hàng tại nhà. Các anh nào mua bộ dàn này thì vui lòng cọc giúp em 1 triệu nha. Cọc cho em 1 triệu thì số tiền còn lại bưu điện sẽ thu hộ. Và khi các anh nhận hàng thì thanh toán phí ship cho bưu điện giúp em. Bên em bán hàng không bao ship, giá bán là giá của bộ dàn, không gồm phí ship và không gồm là phụ kiện theo dàn. Bây giờ mình nghe nhạc có lời. Chỉ cần cho em địa chỉ là em ship hàng tận nơi cho mình. Bây giờ mình sẽ nghe nhạc có lời qua chức năng kết nối điện thoại rồi em xin kết thúc clip test. Còn gì vui hơn